Dạ. mà khi đi đi ra biển chơi á, đi bò bò chơi đi chơi á, Dạ. rồi bị chìm rồi mất rồi sao gia đình người ta. Như cái bài kinh mà Hạ Nguyệt á, thức giấc mộng Quỳnh Lương vừa mãn, tiếng phồn ba hết thoáng bên tai, giải thi lánh chốn giả đài, chơn linh trong sạch ra ngoài càng khôn, phép giải quan độ hồn khỏi tội, phướng tiêu diêu nắm mối trường sanh, ơn nhờ hồng phước chi linh, lôi âm tự tại bồn dinh hưởng nhàn. À, thưa bác ba, ngoài đến đây, ngoài cái việc mà cái quan tài bác ba tự đóng á, thì con có gặp một cái tấm di ảnh của một cái chị ở đây, mà chị này thì theo nhìn thì con nghĩ không phải là người Việt Nam, mà bác ba thì không biết là con có gốc Việt Kiều gì không, mà lại cái thấy tấm di ảnh của chị này ở đây heo qua. Cái này á, thì cái em này ở Mỹ Dạ. mà khi đi đi ra biển chơi á, đi bò bò chơi đi chơi á, Dạ. rồi bị chìm rồi mất rồi sao gia đình người ta lên mạng ta thấy có người ấy đó, người gia đình mới điện gì à. Dạ. Giờ điện nhờ nói là chuyện gì đó, con tôi nó mất mà nó còn nhỏ quá, cái việc nó thấy nó cũng còn hơi có cái gì tâm linh ha, thì người ta trên mạng ta thấy mình ta ngưỡng mộ rồi người ta nhờ. Trước thì đưa tên họ, tôi nói tên họ thì ví dụ như có người nhà ở đây có hình đó thì gửi qua rồi tôi rửa để tôi cúng tôi cầu siêu cho em á, đặng cho vong linh em được nhẹ nhàng siêu thoát, thì trong đó nó có một cái phước lót gì đó thì tôi nghe phong phanh lợi á, thì lúc em mới mất thời gian không lâu thì điện thoại nhà tự nhiên reo lên vài, vừa kêu chọc người này người kia vậy á, Điện thoại nhà hay qua. của nhà gia đình đó, Dạ. nó động nó khua nó reo lên vài, giường trúc hết, kêu chọc người này người kia vậy. Người tôi nghe nói vậy thì tôi cũng nói ngay, rồi tôi cũng làm bài vị rồi để hình ảnh tôi cầu siêu cho em cho được vong linh được nhẹ nhàng, đừng có tới lui để khó siêu thoát, rồi quẳng qua quăng quyến luyến gia đình mà vong linh không được siêu thoát rồi tội nghiệp, rồi gia đình nó ngay thời gian rồi sau lúc này không có nghe liên lạc nữa, cái gấp người Trung Gốc chị này là người Trung. Chị mất năm bao nhiêu tuổi hả bác cũng còn nhỏ hai mấy nha, ba? À, chị mất năm nào hả bác ba? nói chung năm nay nó cũng là ba, mỗi 3 năm à, 3 năm. mỗi 3 năm chứ mà đếm đủ chắc không tới 3 năm đâu, cũng mới đây Rồi điện về bác ba đã cầu siêu rồi thì xong rồi giờ chị tôi nhập. cúng tôi cầu siêu rồi sao mà sao ông già không có nghe liên lạc lại, thì lúc trước thì ưa gọi, lúc đầu thì gọi hoài Đây là cái bài vị của chị không ạ? cái bài vị Dạ. Này bác ba viết luôn hả? vậy. Rồi sau lúc sau này không nghe nghe liên lạc rồi không biết làm sao, có không biết nó còn ấy không, chứ lúc đầu cũng về giỡn với trong nhà vậy lắm, Ồ. giỡn phá vô điện thoại nữa. Rồi lúc bác ba cầu siêu rồi xong là có điện hỏi thăm về bên nhà có hết không bác ba? Thì lúc nó nghe nói không ấy nữa vậy thôi, sao tới giờ lâu quá không nghe liên lạc. Thời gian đó thì điện liền liền nè, với ông già của em á Dạ. cũng ngưỡng mộ, thấy mình á, chắc cũng có cái duyên,
rồi cho nên mới gỡ gắm, rồi tôi mới thôi vì tôi cầu nguyện cầu siêu giùm vậy. Rồi nói sao rồi liên lạc, rồi sao tới giờ không nghe liên lạc lại. Chắc dạ. Suốt còn cả năm mà hồi năm ngoái á, cái này là đúng gần nghe hồi năm ngoái. Hồi năm ngoái khoảng tháng 3 tháng 4 giờ năm ngoái tới giờ. Rồi cho tới giờ không nghe nữa. Chị chưa có gia đình nào? Còn gái mà. Con gái. Ở Mỹ hả bà? Ở Mỹ. Gia đình của em này người đi làm biển không à. Ở đây hồi xưa cũng làm biển. Còn ra ngoài cũng làm biển. Mình đi chơi bo bo. Đi chơi. Nói về cái chuyện này thì nó dài lắm. Thì gia đình mà ông già thì tâm sự với tôi thì nó nhiều lắm. Rồi đến ngày mất á, thì ông già cũng có hầu nghi với buồn. Nàng gái cho ông gái Út á, dạ, không thương lắm. Giờ không biết làm sao, tới bây giờ không biết có nguyên nhân gì hay là có chuyện gì không, không có liên lạc. Chứ hồi đó vài ba bữa cái điện thoại hỏi thăm lần. Điện thoại vài ba bữa hỏi thăm nói chuyện này kia kia nọ lần. Rồi sau hôm năm, nói chung là năm nay không có nghe gì hết, gần Tết tới giờ. Nhưng mà bác ba có cảm nhận được, bác ba thì cầu siêu thì bác cả bác ba cảm nhận được cái vong linh, cái hương ngọt của chị. Nói chung mùa nào tới giờ, ở đâu á, sao á thì tôi nghe nói là vong này vong nọ. Còn hồi đó người ta gửi cho tôi đây cầu siêu biết bao nhiêu. Giờ em vô hết trơn, không có ai có cái nghe cái dục dịch cái gì hết á. Hồi đó giờ thì mình thành tâm mình cầu nguyện mà, cầu siêu cho vong linh. Rồi còn nói chuyện đời, ngoài đời á thì tôi nghe vong này vong nọ, dù khuất mặt mấy cái chân linh đó phá ai này kia kia nọ. Chứ còn những mấy người mà gỡ tôi nhiều lắm biết bao nhiêu. Hồi đó tới giờ là thật tình là nhiều mà tôi không nghe người nào mà lai chuyển hay là chở về phá ai hay là gì hết, không có. Người nào có tiền êm người nấy hết là không nghe nói. Siêu thoát hết thật à? Không có nghe phá rối ai, không có làm phiền ai. Cho người ngoài sao tôi nghe tùm lum hết, tôi không biết. Thì tao kể. Mình thành tâm mình giúp được, mình độ sanh không được thì mình độ tử. Độ người sống không được, mình độ người chết. Chứ vong linh ta được nhẹ nhàng siêu thoát hay là được siêu sanh tịnh độ thì mình cũng cũng có phước lây. Cũng không khác nào Phật cũng nói kẻ công người của, phước đồng chia đôi vậy. Nghĩ mình làm nghĩa được chút nào hay chút nấy, mình được gieo được cái duyên lành chút nào thì mừng chút nấy vậy thôi. Nhưng mà sau khi mà bác ba cầu siêu cho chị đó, thì gia đình có báo về rằng là không còn ấy nữa không bà? Tôi nghe lúc đó được một lần, rồi nó để gọi lại nữa sao nghe không? Nó không có giỡn nữa vậy thôi. Dạ. Chứ không có nó phá mà dạ. Nó không có giỡn vậy. Không đó. Có giỡn nữa. Rồi nó để liên lạc lại hai lần, họ liên lạc mình không nghe được á, rồi họ không gọi lại. Hàng năm thì bác ba cũng thường cầu siêu cho đến ngày nhiều cầu siêu lắm. Cho vong hồn. Tôi cúng hội nhiều lắm, cúng hoài à. Có nghĩa là những người mà họ mất vì một cái lý do nào đó uất ức thì họ không siêu thoát được là mình phải cầu siêu hay sao quá. Thì dĩ nhiên là mình cầu siêu để cho ta nhẹ nhàng, chứ để cho người ta uất ức hoài đâu được. Mình phải tháo gỡ giùm cho cái chân linh đó chứ.
Cho nên kinh có câu á, thì mình cầu siêu cho người ta giải thoát được á, thì chân linh trong sạch ra ngoài càng khôn, phép chở quan độ hồn khỏi tội, xuống tiêu diêu nắm mối trường sanh. Như cái bài kinh mà Hạ Nguyệt á, thức giấc mộng Quỳnh Lương vừa mãn, tiếng phùng ba hết thoáng bên tai, giải thi lánh trốn dạ đài, chân linh trong sạch ra ngoài càng khôn, phép giải quan độ hồn khỏi tội, phướng tiêu diêu nắm mối trường sanh, ơn nhờ hồng phước chi linh, lôi âm tự tại bồn dinh hưởng nhàn, nhờ hậu thổ xương tàn gìn giữ, nghĩa chí tôn tha thứ tiền khiên, giơ tay dịnh phép diệu quyền, ngọc hư lập dị củ tuyền lánh chân, ngó cực lạc theo quần xá lợi, cửu trùng thiên mở lấu quy nguyên, rõ ràng Phật cốt tiền duyên, nước cam lầu rửa sạch tiền độ dâm. À, thì mình ráng mình hòa nguyện để mà tiếp rước những mấy cái chân linh người ta còn uất ức hay là còn lẫn lộn chìm đắm, thì mình vớt ra được lên thì mình có phước. À, nhưng mà bác ba thường khi cầu về, bác ba có thấy những cái chân linh nào mà lại bác ba nhờ bác ba cầu siêu thoát không? Nói chung ra nghe thì mấy cái dâm á, mấy cái chân linh ít có dám ấy lắm. Khi mà tôi hòa nguyện thì những mấy cái chân linh đó người ta ấy thôi, chứ còn không dám lại gần tôi đâu. Dạ. Không dám ấy đâu. Mà nhiều khi tôi tịnh thần mà tôi cúng đó, thì nhiều khi nó phớt ngang á, đi ngang cái bóng phớt đằng xa vậy, chứ không có dám lại gần. Thì tôi nói tôi lo niệm Phật. Yeah. Chứ đừng có nhẫn nhơ quá, rồi cũng như người mà không chủ á thì khó nhẹ nhàng lắm nha. Vậy thôi, rồi dần dần thì nó mấy cái chân linh nó không có ấy nữa, thì nhiều khi lắm khi nhiều cái chân linh nó còn uất ức gì đó, nó còn chập chờn. Rồi sau tôi niệm Phật rồi tôi cúng cái gì nên một hai lần thì nó phớt phớt, sau cái không thấy nữa. Dạ. Nó vậy thôi. Mà cái chuyện vô, cái vô hình, mình nói nhiều người ta nói mình nó dốc, cho nên tôi ít có nói lắm, tố lộ lắm. Ai tin thì người ta nghe, có người tám tin ta nói mình nó dốc đặc điều, không nên. Người vô tình mình gây cái tội cho người ta. Cái vô di mà không có chứng minh được hay không bà? Mình đâu ai thấy được, mình thấy mình biết, rồi người kế bên mình đây ta không thấy làm sao người ta tin được. Dạ. Mình đâu có nói được, thì chuyện bây giờ chuyện của ai nấy làm, ai ăn nấy no, ai tắm nấy sạch cái cho xong. Chuyện tôi làm tôi biết, cho nên tôi ít có thố lộ lắm, không dám nói nhiều. Hôm nay coi như con có duyên với bác ba rồi. Mình nói nhiều quá không hay em. Cái việc cái vô hình mà mình thố lộ ra quá rồi. À, hồi đó tôi ưa nói lắm, giờ tôi bị rầy. Giờ tôi không, giờ ít có nói lắm. Dạ. Mắt không thấy mà không thể chạm tay sờ được nên người ta không tin. Giống như Phật thì luôn luôn hiện hữu, mà nhưng mà mình không thấy mình cũng không có thì thấy người ta dạ. tin dạ. Tới gian này mà làm sao mình nói được em. À, thì mới gọi là thế gian. À, thế ngay thì ai cũng nghe hết rồi, ai cũng như nhau hết, 700 người một bụng hết đời bận nhơ rồi. À, không có ai như bụng ai đâu. Dạ. 700 người, vài trăm người một bụng y gan nhau thì không có thời gian này thì... Dĩ nhiên là 200 dạ. người một bụng hết đời bận nhơ. Thì 100 người 100 ý nhau hết đời, làm sao cùng với nhau nữa mà không có cái việc đấu đá. Nói gì? Dạ. Bây giờ khó nói lắm. Bây giờ mình ăn, mình no, mình tắm, mình sạch coi xong. Không dám nói nhiều. Mà con nghe bác ba tâm sự là ngày xưa thì bác ba học ít lắm, nhưng mà sao nói về các tự văn tự là bác ba thường là nói rất là trôi chảy và nói theo
vần theo điệu là cái thứ nhất, là cái thứ hai là về chữ Hán thì bác Ba rất rất gần. Thì cái đó là cái duyên, căn duyên của bác Ba hay sao? Đó cái duyên em. Dạ. Chứ thật sự ra thì tôi hồi đó đó thì hồi mới lớn lên năm 7 tuổi là con người tôi nó ngây ngất cho tới bây giờ. Nó không phải như con người ta mà lớn khôn lớn lên rồi ăn học hay là những như đứa nít bình thường. Thì từ ngày mà biết khôn lớn 7-8 tuổi cho tới bây giờ thì con người nó ngày ngật suốt vậy đó. Tỉnh mê mê rồi nhiều khi nói chuyện là nói chung ra nghe học hành dở lắm. Tính toán tiền bạc mà đếm nhiều đếm cũng không được, đếm không rành. Hồi xưa mà mua bán nhiều tiền trăm tiền chục thì còn đếm tới đếm lui được, còn mà bắt đầu tiền trăm trở lên là không biết đếm, đếm hoài lộn hoài, đếm không có đếm. Bây giờ đếm tới chiều không xong nữa, mà sắp hàng để lại dù đếm lại thì được, chứ còn mà cầm một sắp mà đếm lát hơn tới chiều không xong. Dù mà cộng trừ nhân chia cũng không biết tính nữa. Rồi xưa mà mua bán nhiều đó, bán lần một hai chục cái hột sòn đó em biết không, ta trả tiền á, tiền lớn tiền nhỏ một vỏ đệm gì. Thì bây giờ không biết chúng đúng hay chặt đủ hay không á, thì tội mấy người dán kiệu nha, rồi để vô vỏ rồi mua loạn cải cái để lên mặt cái sách về vậy là chứ không có biết, dù về từ từ sắp chứ không biết đếm lần một, ta tự trả luôn. Chúng chặt gì kệ nó đi, hồi đó tôi mua bán nhiều lắm, mua bán thật tình là nhiều luôn mà uy tín lắm, 1122. Rồi tôi mua bán mà ra bằng hàng mà mua bán chung là họ ghét tôi lắm, họ ganh tị lắm, là họ không thích, giành giật mối mang đồ này kia cái nọ tôi không giành, tại vì tôi đưa đồ cho bán hay là hoặc cái tôi cho mượn đồ chạy kiếm cò, kiếm tiền lợi. Hôm nay thì con cũng có cái duyên được gặp bác Ba, và đặc biệt là qua cái ngôi nhà mà coi như là để cái nơi mà nhà thờ tổ, thờ cụ Quyền Thất Tổ. Rồi ở đây con nghe bác Ba chia sẻ những cái câu chuyện về cái cuộc đời của mình, cũng như là cái căn duyên đối với Phật, và con rất là ngưỡng mộ bác Ba là một là theo đạo Cao Đài, nhưng mà tất cả các Phật pháp như là ở bên Hòa Hảo bác Ba đều gành hết chia sẻ cho con những cái câu chuyện mà chắc có lẽ là trong cái khoảng thời gian sắp tới con cũng học được nhiều về cái tánh thiện đúng không ạ, hạnh để mà coi như là làm được cái công việc nào cho nó có ích cho xã hội thì sẽ làm. Rất may mắn gặp được bác Ba và chia sẻ thêm những cái câu chuyện mà cho khán giả nắm được là đó là cái câu chuyện về cái quan tài mà bác Ba đã tự đóng cách đây mấy mươi năm, rồi thêm cái câu chuyện về một cái chị ở bên Mỹ nữa. Đó là những cái phần mà coi như là hữu duyên, có hữu duyên với bác Ba. Mong thì sau cái video clip này đó thì cô bác quý anh chị mà có xem được video clip về bác Ba đó, thì bác Ba thì là một cái ông cụ phát cơm từ thiện nè, rồi chữa bệnh nè, chữa những cái căn bệnh như là thoát vị địa điểm, viêm son, rồi viêm gan, hay là rất là nhiều chứng bệnh khác hết bác Ba. Thì có thể đến cái địa chỉ ở bác Ba là ở số 41 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh, hỏi bác Ba Trầu, quán cơm từ thiện ai cũng biết hết á. Con cảm ơn bác Ba, luôn chúc bác Ba có một cái sức khỏe, đặc biệt là sống 100 tuổi. Nói chung là sống 100 tuổi mà nói sức khỏe gì hoài, đừng hốt thuốc bóc thuốc để mà cứu đời. Cảm ơn em.